đây là Khân Loan chào mừng các quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã về dự lễ đón nhận xã Nga Van đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vào những ngày này trên hương Nga Van, khắp mọi nơi đều hân hoan náo nức, rộn ràng tiếng nói tiếng cười cùng với nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng một sự kiện trọng đại của xã nhà. Sự kiện xã Nga Van chính thức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Thưa quý vị, xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở nông thôn. Sau nhiều năm triển khai thực hiện chương trình, xã Nga Van đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Làng quê khoác lên mình chiếc áo mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cộng hưởng sức mạnh ngoại lực và nội lực để thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê này. Và với những nỗ lực không ngừng của xã Nga Van, thì năm 2017, Nga Van đã chính thức cán đích nông thôn mới. Hơn lúc nào hết, người dân Nga Van hôm nay muốn hát ngàn lời ca để chúc mừng thành công của xã nhà. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban Văn hóa xã đã xây dựng chương trình nghệ thuật chào mừng lễ đón nhận xã Nga Van đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 để ca ngợi Đảng quang vinh, ngợi ca Bác Hồ vĩ đại, Tổ quốc anh hùng và nhịp sống vui tươi hào hùng của miền quê huyền thoại. Chương trình đã sử dụng các tác phẩm âm nhạc 4.000 năm rực rỡ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, Nơi rừng thông, Con dựng tường đài Bắc, sáng tác Xuân Liên, Mùa xuân trên quê hương, sáng tác Hoài Mai, Hoa sen thắp 10, sáng tác Trương Quang Lục, Đường về Thanh Hóa, sáng tác Nguyễn Trọng, Quê hương, sáng tác Đỗ Trung Quân, Mưa trên quê hương, sáng tác Minh Châu, Nông thôn ngày mới, sáng tác Trịnh Trung và Niềm tin ngày mới với sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bá Chính. Chỉ đạo nội dung chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nga Van. Chỉ đạo thực hiện, Ủy ban Nhân dân xã Nga Van. Tổ đạo diễn chương trình nghệ thuật, Ủy ban Nhân dân xã. Âm nhạc, Minh Chiến. Với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, diễn viên là cán bộ công chức viên chức thuộc công đoàn xã Nga Van, giáo viên các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, đội văn nghệ, xóm 4 xã Nga Van. Trước khi vào biểu diễn, cho phép tôi thay lời cho các anh chị em diễn viên nhạc công xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí về dự buổi lễ lời chúc mừng sức khỏe, an bình, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công, rực rỡ. Sau đây, chương trình biểu diễn nghệ thuật xin phép được bắt đầu. Năm đã qua, trang sử muôn đời rực rỡ gấm hoa.
nhá. Dạ. Hôm qua mình ở Bạch mà. Hôm nay cho thằng thành phố nó làm thế. Thương thắm mãi muôn khúc.
Hãy
quay không có thể quay vào
Tây Châu lòng dạt dào niềm vui vơi vơi. Mưa cho đám lúa gieo thành bình, mưa cho những chú chó vơi mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những ly tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá.
hãy chung tay ta xây dựng quê hương. Ý đảng lòng dân góp công ta cùng nhau chung sức. Năm thôn mới là đây, những con đường rộng mở lối đi. Nông thôn mới về đây, cho bản làng đẹp giàu văn minh. Bài ca nông thôn mới phát lên, công trình vươn xa, xa đi bao đói nghèo. Em cứ tới trường, hiện về cho ngày mai tươi sáng. Chân nhanh đi, quê hương đất nước đang chờ. Hôm nay đẹp rồi, bài ca đất nước đẹp tươi. Từng thôn xa, đi đua từng xây, xin ngôi nhà mới đẹp sao ấm no. Chung tay ta xây dựng quê hương. Đi đảng lòng dân, góp công ta cùng nhau chung sức. Nông thôn mới là đây, những con đường rộng mở lối đi. Nông thôn mới về đây, chưa bao lòng đẹp dấu văn minh. Bài ca nông thôn mới phát lên, công trình vươn xa. We'll be right back.
đường đang xa nhưng với chân trời mây mình quay với anh đang chiều khắp nơi này ta dân tộc Việt Nam hân hoan trong ngày mới cơn gió bừng bừng trên niềm niềm tin sắc son xa hơn đi nào ta đi tới cùng vương quốc dưới mờ đang quang vinh non sông ngàn chờ mà nơi ta đắp xây sát cánh bên nhau có đang chỉ đường bao mùa hoa thơm ngát hòa hương sớm trên chặng đường ta đi với những con tim nằm tình yêu đêm mưa tràn niềm tin có đang dẫn đường vầng dương đang sáng hôm nay chân trời mới bình minh vơi vơi anh đang chiều khắp nơi đời ta dân tộc Việt Nam hân hoan trong ngày mới cơn gió buồn phương trời người niềm tin sắt son xa người đi nào ta đi tới cùng vương quốc dưới cờ đảng quang vinh non sông ngàn chờ mang tay ta đắp xây sát cánh bên nhau có đang chỉ đường bao mùa hoa thơm trên chặng đường ta đi với những con tim nằm tình yêu đang mưa tròn niềm tin ta đang dẫn đường một niềm tin ngày dương đang sáng hướng về chân trời mây tình mình quay quay anh đang chiều khắp nơi này ta dân tộc Việt Nam hân hoan trong ngày mới cơn gió vươn vươn trời niềm tin sắt son xa người đi nào ta đi tới cùng vương quốc dưới cờ đảng quang vinh đón sông ngàn chờ mà nơi ta đã xây sát cánh bên nhau có đang chỉ đơn bao mùa hoa thơm ngát hòa hương sớm trên chặng đường ta đi với những con tim nặng tình yêu đất nước tròn niềm tin có đang dẫn đường một niềm tin ngày mới một niềm tin ngày thưa quý vị, chương trình nghệ thuật chào mừng lễ đón nhận xã Nam Văn chuẩn nông thôn mới năm 2017 đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu quý cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, an bình, hạnh phúc, chúc cho đảng bộ và nhân dân xã Nga Văn mãi mãi phát triển và vững bước trên con đường đổi mới. Xin trân trọng cảm ơn.